Rồi, còn một vấn đề tôi muốn nói cho các bạn nghe luôn, để các bạn suy nghĩ, để các bạn những cái tên mà ngu xuẩn, những cái tên mà không có trình độ, không có ý thức, không có chức vụ, không có, chưa có biết cầm súng một lần nào, chưa có biết làm như thế nào, thì làm sao biết tôi là cộng sản nằm dùng. Trời ơi, có nghe được không? Và tôi không muốn các bạn bao giờ tục mũ nhau với nhau nữa. Tôi chuyến này tôi diệt luôn, tôi làm cho nó sạch sẽ cái cộng đồng đi. Đừng có nói cái cộng đồng với, đừng có nói ai tục mũ ai là cộng sản. Các bạn thấy hình tôi không? Có phải cộng sản không? Như Ngô Kỷ và cái đám kênh kênh nói không? Cấm tôi làm cái gì đây? Cái mặt tôi đâu có đẹp trai không? Tôi đeo lựu đạn cùng mình đây nè. Mà tôi đeo cái em mà 79 này cũng ngon lành lắm. Các bạn mà nếu mà cái em 79 cái hồi đó là rất ngon lành, cái súng phóng lựu. Chỉ có một trung đội, một một súng phóng lựu thôi. Mà lỡ mà nó bắn ra, tên nào nó bắn vô đây cái là banh xác. Các bạn hiểu chưa? Rồi tôi nói cho nghe. Nè, Thiếu tướng Phạm Văn Phú đây nè. Hiểu chưa? Rồi tôi nói về Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Bởi vì chị này nhờ Đỗ Văn Trọn nói là ông Thiếu tướng Phạm Văn Con, Thiếu tướng Phạm Văn Phú vẫn còn. Thì tôi nói kỳ này nè, 20 tháng 7 này, bên San Jose, bên Hilton thì họ không biết cái chuyện này. Tôi muốn cái ông Phạm gì đó, con của ông Phú đó về đây với tôi. Rồi tôi hỏi nè, cái lãnh đạo anh Đỗ Đỗ nè, Tạ Đức Trí nè, Kimberly Hồ nè, Nguyễn Mạnh Trí nè, và nhân dân tự vệ Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong, ai là người lãnh đạo? Ai là người đi quân đội? Ai là người đã ném lựu đạn được? Ai là người bắn súng được? Ha. Do cái ông Ngô Kỷ, nhân dân tự vệ tỉnh Quảng Tính lãnh đạo. Có được không? Tôi nói luôn, Trần Nhật Phong là ai? Trời ơi, mà đứng ra điều khiển cái chương trình. Trần Nhật Phong là ai? Hồi 5 tuổi, Trần Nhật Phong bỏ Việt Nam đi về Ấn Độ. Có biết cái mẹ gì, xin lỗi, tôi nói đó. Tôi không kêu bằng thằng, nhưng mà tôi biết có mẹ gì về cái vấn đề quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói các bạn nghe. Và có biết gì về cái văn hóa Việt Nam mà nói. Mà không biết gì về Hoàng Kiều mà nói. Tôi nè, cả đám này có bao giờ hiên ngang và oai hùng như Hoàng Kiều không đâu. Mà đòi chống cộng, bịp bợm, lợi dụng quân đội, lợi dụng cộng đồng, xưng hùng xưng bá. Trong 15 năm nay chẳng có ai dám đá động tới, vì họ nghĩ không xứng đáng. Nhưng mà Hoàng Kiều muốn dạy cho cái đám này một bài học thật đi ra. Đây, cái hình ảnh đây, hình ảnh tôi đây. Thấy chưa? Tôi không kêu cái gì hết. Tôi là dân sự chiến đấu, biệt kích, các bạn muốn gọi cái gì các bạn gọi. Nhưng mà tôi cầm súng được, tôi biết bắn súng, tôi biết cái này cái kia. Và đây là Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Tôi biết Thiếu tá Phạm Văn Phú trong cái trận Suối Đá Tây Ninh tháng 4 năm 1963, khi mà cái đại đội của chúng tôi có 4 đại đội, cũng ở đó cũng nhiều, rất nhiều, giống như ông Ngô Kỷ, giống như mấy cái ông này, không bao giờ, Mỹ cũng vậy, không bao giờ tham dự trận chiến, không bao giờ biết cái mẹ gì, xin lỗi các bạn, về Suối Đá, về cái gì hết, về những cái cà tung Suối Đá, những cái trận chiến. Mà đứng nói, ô, tôi đã đến Suối Đá, tôi đã đi lấy xác. Mà đại lý với tôi hỏi các bạn nè, có bao giờ các bạn ngó trong cái lịch sử đó, nói trong những bài báo, cái Plemeron ở đâu mà nói là cái đem hai đại đội đúng không? Tôi đây nè, tôi là cái người mà giúp cho ông Ferguson, Ken Ferguson, là cái người mà sau này làm sếp của ông Lê Trung Nhụn đó, rồi coi như về cố vấn cho ông Lê Trung Nhụn. Thì bây giờ đây là Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Thiếu tướng Phạm Văn Phú là cái đài tưởng niệm. Tôi hỏi nè, tôi hỏi Thiếu tướng Phạm Văn Phú ở đây, mà tại sao lại tổ chức cái lễ tưởng niệm trong cái ngày quốc hận, trong lúc quân đội các anh em kéo về nhai để tưởng niệm những người như Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Và tôi sẽ mời Phạm Phú nghĩ gì khi đám anh Đưu Đỗ, Tạ Đức Trí, Kimberley Hồ, Nguyễn Mạnh Trí, Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong, Mai Cơ Võ tổ chức lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 tại Tòa báo Việt Mỹ
chống lại tổ chức cựu quân nhân, tượng đài chiến sĩ Mỹ Việt, nơi tôn thờ Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Các bạn nghĩ có nghe không? Có được không? Thành thử phải cần vạch mặt chỉ tên, những tên nào lợi dụng quân đội, lợi dụng đồng bào, lợi dụng để mà làm cái gì, lợi dụng để mà mị dân, tổng cộng đó, dẹp đi. Rồi bây giờ tôi nói cho các bạn chấm cộng đây, đây là những cái người mà trong cái đám của Trần Nhật Phong đây, hiểu chưa? Dominic Phạm đây, Khai Quách đây, tôi thưa nên Trần Nhật Phong tôi đã thưa rồi, tôi chưa đợi tới thôi, tôi đợi. Bởi vì đợi sau khi mà tôi có cái kết quả này rồi tôi mới đưa ra tòa. Đấy, còn Michael Minh Nguyễn này bị nhóm Trần Nhật Phong giật dây đi về Việt Nam làm tầm bậy. Minh Nguyễn lên tiếng về bản 12 năm tù của chồng. Ồ, ỷ Mỹ có dân biểu này kia rất ngon lành đi. Dân biểu này là cho đi. Dân biểu nào? Ở đây 12 năm tù. Bây giờ tôi hỏi các bạn, ai là cái người đi thăm nuôi cái ông Michael Phương Minh Nguyễn này ở Việt Nam? Sợ thấy bà đi, sợ công an nó theo dõi chết cha luôn. Ai? Rồi tôi hỏi ai là cái người mà giúp cho cái vợ ông Michael Phương Nguyễn này đi? Ông Trần Nhật Phong hả? Ông lên kêu gọi đi. Ông kêu gọi cho mọi người đóng góp này để nuôi cái bà này đi. Thành thử tôi khuyên các bạn, đừng có nên nghe những cái tên bịt bợm, những cái tên lợi dụng cộng đồng, những cái tên xạo và lợi dụng cái chữ chống cộng là chống cộng. Đấy chưa? Tôi nói rồi, trong cái vấn đề chống cộng có ai được như Lý Tống, có ai như Hoàng Kiều, có ai như Võ Đại Tôn? Cũng quên hết. Đấy, chống cộng là mình phải có kế hoạch, phải có lãnh đạo uy tín. Tổ chức tất cả mấy ông nghị viên Tạ Đức Trí, Kim Bức Lơ Hồ Mai, có Võ Anh Điêu Đỗ Trí. Chống cộng thì có đám vận động. Ê, chú dễ mà. Quý vị nào, ông nào đây, trong này ngon đó. Tổng cộng nè, vận động 1.000 người lên đi. Hay là giống vận động 3.000 người đi biểu tình giống như tôi đi. Chống biểu tình như bao tôi. Lên đến phi trường Los Angeles đó, chặn đứng hết, không cho những người nào kéo lên về Việt Nam. Thấy chưa? Và đứa nào dám lên bỏ tại và phản đối, không cho người về Việt Nam. Và có ngon nữa đó, thì kéo tới cái bộ ngân khố, nói rằng là chứ đừng có gửi tiền về nữa, từ 12 tới 15 tỷ. Người mà xúi dục, các bạn hiểu không? Cái ông mà xúi dục làm lớn cái vụ Formosa đó, bây giờ xin tị nạn ở Mỹ, bị từ chối và gửi về Việt Nam. Cần phải học những cái bài đọc khó. Tôi nói như vậy không phải là tôi binh hay là tôi chống hay là tôi không chống. Chống tôi không chống, theo tôi không theo. Tôi nói các bạn, muốn làm cái gì phải có kế hoạch, phải có lãnh đạo, phải có người, đừng có lợi dụng mà tổ chức mà trục mũ cộng sản, hiểu chưa? Và đồng thời tôi cũng nói cộng sản, cái thành phố Westminster, nói bây giờ thành phố Hoàng Kiều, đúng rồi, thành phố Westminster tại thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ trở thành thành phố Hoàng Kiều là cái chuyện tầm bình thường rồi, phải không?